Rèn luyện bản lĩnh con người trước những lo âu của đời sống hiện đại, trang bị cho bản thân một tâm thức mạnh mẽ trước thời đại biến đổi khôn lường, một kim chỉ nam định hướng tâm hồn tới bình yên và hạnh phúc, thực hành chủ nghĩa khắc kỷ trong đời sống cùng Seneca những bức thư đạo đức, khám phá và đặt ngay bộ sách tại tủ sách nhà nhẹ nhá. Chủ nghĩa khắc kỷ là một trong những trường phái triết học nổi tiếng và lâu đời bậc nhất trên thế giới nói chung và nền triết học phương Tây nói riêng. Dù đã có tuổi đời hơn 2.000 năm, nhưng đến tận bây giờ vẫn có hàng triệu người nghiên cứu cũng như học tập và thực hành triết thuyết này. Không phải trường phái triết học nào cũng có sức sống bền bỉ như vậy, và không phải ngẫu nhiên mà trong thời đại này, khắc kỷ trở nên vô cùng nổi tiếng đến thế. Lý do có lẽ nằm ở việc triết học khắc kỷ quả tình khác biệt với nhiều triết thuyết khác. Nó không chú trọng vào những ngôn từ hoa mỹ hay truy cầu đáp án của những vấn đề cao siêu. Triết học khắc kỷ không đưa bạn đi xa khỏi cuộc sống hàng ngày để hỏi những câu hỏi mang tầm vĩ mô. Cốt tủy của triết học khắc kỷ luôn gắn liền với đời sống bình thường, phũ phàng và đầy chông gai, nhưng sẽ trang bị cho bạn hành trang để đối mặt và bình tĩnh mỉm cười trước nó. Hoặc nói một cách ngắn gọn hơn, triết lý khắc kỷ luôn xoay quanh việc làm sao để ta có thể tìm kiếm sự bình thản trong tâm trí. Sự bình thản trong tâm trí có lẽ là điều ai cũng muốn đạt được, nhất là trong thời đại xô bồ này. Một ngày ra đường, bạn phải đối mặt với vô vàn thứ khác như cơm áo gạo tiền, áp lực đồng trang lứa, nỗi lo địa vị, khủng hoảng căn tính. Chừng đó đã đủ để khiến cho ai cũng phải rối bời. Nhưng rồi vài năm trở lại đây, chúng ta còn phải đương đầu với sự biến động từ đại dịch Covid và kéo theo đó là suy thoái kinh tế bắt đầu xảy đến ở quy mô toàn cầu. Những điều ấy ảnh hưởng đến mọi cá nhân, mọi lứa tuổi và tầng lớp trong xã hội. Tuy nhiên, có lẽ với những người trẻ mới bắt đầu chân ướt chân ráo đi làm được độ 2 đến 3 năm thì đây là một cú sốc quá lớn. Họ chưa hề có kinh nghiệm để đối phó với những áp lực và rắc rối như thế này. Đối với họ, thảy những điều ấy giống như một cơn bão đang trực chờ cuốn trôi, như một màn đêm tăm tối đang dần phủ bóng xuống tương lai sáng lạn mà họ từng mong đợi. Với những người trẻ, làm sao để có một tâm trí bình thản để đương đầu với mọi khó khăn áp lực chắc chắn là tối cần thiết. Nhà khắc kỷ La Mã nổi tiếng Epictetus đã từng nói trong Cẩm Nang Thư rằng: "Ta không thể có một trái tim thanh thản nếu tâm trí ta là một cái vạc đầy thống khổ, sợ hãi và tham vọng." Hạnh phúc tùy thuộc vào ba điều, tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát của bạn: ý chí của bạn, những ý kiến của bạn liên quan đến những biến cố mà mình dính líu vào, việc bạn sử dụng những ý kiến đó ra sao. Hạnh phúc đích thực luôn độc lập với những điều kiện ở bên ngoài. Một cách cảnh giác, hãy thật điềm nhiên đối với những hoàn cảnh bên ngoài. Hạnh phúc của bạn chỉ có thể được tìm thấy ở bên trong nội tâm. Epictetus khuyên chúng ta ráng tìm được sự bình thản trong tâm trí, bởi có như vậy thì ta mới tìm thấy hạnh phúc thật sự, một thứ không thể bị tác động bởi những yếu tố bên ngoài. Hoàng đế Marcus Aurelius của đế chế La Mã, người được mệnh danh là Hoàng đế Triết Gia, cũng từng viết trong tác phẩm Suy Tưởng của mình rằng: "Hãy giải phóng bản thân khỏi mọi thứ có thể làm người sao nhãng." Đúng vậy, ngươi có thể làm được như vậy nếu ngươi làm mọi thứ với một tâm thế như thể đó là lần cuối cùng ngươi sẽ làm trong đời. Hãy ngừng những hành động hay suy nghĩ không có mục đích, đừng để cảm xúc chi phối, lấn át thứ lý trí. Dừng cả việc giả nhân giả nghĩa, lấy mình làm trung tâm vũ trụ, hay dễ cau kỉnh, khó chiều. Liệu ngươi có nhận ra rằng ngươi không phải làm quá nhiều điều để sống một cuộc đời trọn vẹn và đáng kính? Một trong những mục tiêu căn bản nhất của triết lý khắc kỷ là giúp những người thực hành nó có một cuộc sống tốt đẹp, tức là thoát khỏi được những đau khổ và suy đồi đạo đức. Muốn được như vậy, trước tiên ta phải tìm sự bình thản trong tâm trí. Một khi tâm trí đã bình thản, tức là ta đã tạo cho mình một mỏ neo vững chãi, một ánh lửa xua tan màn đêm, và như thế là đã sẵn sàng đối mặt với những lo toan trong cuộc sống. Nhưng làm thế nào để chúng ta có thể tìm kiếm được sự bình thản trong tâm trí thì đâu phải chuyện đơn giản, bởi nói thì lúc nào nghe cũng hay và luôn dễ hơn làm. Để tâm trí của bạn được thực sự bình thản thì cách duy nhất là đối mặt với nỗi sợ chứ không phải là trốn tránh nó. Dĩ nhiên bạn không muốn phải đối mặt với những thứ lo lắng mà chỉ muốn nghĩ về những thứ khác hay ho và thú vị hơn. Tuy nhiên, lẩn tránh những lo lắng ấy chỉ là một phương pháp gây tê tạm thời và nó không bao giờ là phương pháp tối ưu cả. Nếu thật sự muốn tâm trí được bình an thì ta phải có dũng khí đối mặt với những lo âu và sợ hãi. Viết về chủ đề những lo lắng trong tương lai, nhà khắc kỷ nổi danh là Lucius Annaeus Seneca có viết trong tác phẩm Những Bức Thư Đạo Đức của mình như sau: "Ta hoảng sợ vì nhiều thứ mà thực ra chúng không có chút ảnh hưởng nào trong thực tế. Hay nói cách khác, ta hoảng loạn bởi chính những suy nghĩ của mình." Nếu xét theo khắc kỷ, chúng tôi nhận định rằng thường những thứ đám đông phiền não và rên rỉ ỉ ôi khi
khi xét kỹ chỉ là những thứ nhỏ nhặt, thậm chí là không đáng để quan tâm. Nhưng hãy bỏ qua điều ấy, dù nó hoàn toàn là đúng. Lời khuyên của tôi dành cho bạn, đừng hoảng loạn trước bất hạnh hay thử thách thực sự xảy đến. Nếu thứ bạn sợ như chết đến nơi có thể không bao giờ xảy ra, nhiều thứ giày vò ta sớm hơn cần thiết, thậm chí khi ta chẳng nên lo lắng về chúng. Ta thường tự thêm thắt vào nỗi lo của mình, hoặc thổi phồng, hoặc lo nghĩ quá xa xôi. Từ trích đoạn trên, ta có thể rút ra một bài học đáng giá. Đó là Seneca khuyên chúng ta chớ nên lo lắng một cách thái quá. Biết lo lắng là đáng quý, nhưng đừng để những sự lo lắng ấy chi phối tâm trí của chúng ta và khiến nó bị thổi phồng một cách quá mức thực tế. Ta cũng nên phân biệt rõ ràng giữa lo lắng và hoảng loạn. Bởi vì lo lắng là khi bạn nhận thức được những vấn đề, những rắc rối bản thân sẽ phải đối mặt. Còn hoảng loạn là khi bạn đã thật sự để lo lắng vượt ra ngoài khuôn khổ, khiến tâm trí bao phủ bởi những nỗi sợ mà thực chất có lẽ phần lớn là do chính bạn tưởng tượng hoặc thổi phồng nó lên. Hãy sử dụng lý trí để xét kỹ những vấn đề hiện lên trong suy nghĩ của bạn. Bản chất của chúng ra sao? Chúng nghiêm trọng đến mức nào? Hay nói cách khác, hãy cố gắng làm chủ tâm trí của bản thân, chớ nên để những cảm xúc nhất thời che mờ và lấn át đi lý trí, bởi như thế là bạn đã rơi vào trạng thái hoảng loạn rồi đấy. Điều này dẫn chúng ta đến lời khuyên tiếp theo của Seneca. Tôi muốn nhắc nhở bạn một thứ khác. Bất cứ khi nào những người xung quanh thuyết phục bạn rằng bạn nên lo lắng, bất an về điều gì đó, bạn hãy tự vấn chính cảm xúc của bản thân thay vì nghe những gì họ nói. Hãy suy xét nghị lực và sức chịu đựng của mình, bởi vì chỉ có bạn mới đánh giá đúng được tình hình mà thôi. Trong đoạn này, Seneca muốn nói kỹ hơn về việc làm chủ chính tâm trí của bản thân. Nếu như ở ý trên, ông khuyên chúng ta chớ nên để cảm xúc lấn át lý trí, che mờ nhận định, thì ở đoạn này, Seneca khuyên chúng ta chớ nên để bản thân bị tác động bởi những người khác quá nhiều. Đa số chúng ta thường có xu hướng bị dao động nhất định bởi lời nói của những người xung quanh. Câu chuyện ngụ ngôn đẽo cày giữa đường chẳng phải là một ví dụ điển hình hay sao? Biết cách lắng nghe người khác cũng đáng trân quý, nhưng chúng ta cần học cách làm sao để bản thân không bị biến thành một cái trong chóng, gió chiều nào xoay theo chiều ấy. Đó là lời khuyên tiếp theo của Seneca. Một lần nữa, hãy kiên định và biết cách làm chủ tâm trí. Marcus Aurelius cũng khuyên rằng chớ nên để những người khác làm ảnh hưởng đến bản thân quá nhiều. Sự thanh thản sẽ đến khi ngươi ngừng quan tâm xem những kẻ khác nói gì, hay nghĩ gì, hay làm gì. Chỉ quan tâm đến việc ngươi làm mà thôi. Đương nhiên, nói như thế không có nghĩa là những nhà triết học khắc kỷ khuyên ta lờ đi những lo lắng và vận hạn sẽ xảy đến. Chẳng phải ngay từ ban đầu các nhà khắc kỷ đã khuyên chúng ta luôn phải suy xét đến những điều đó hay sao? Họ khuyên ta nên tự vấn và đánh giá đúng mức về những hiểm họa lo âu của bản thân, chứ không hề khuyên ta nên ngó lơ. Vậy nếu biến cố xảy đến thì sao? Phải làm gì để đối phó với nó? Có lẽ bạn sẽ tự hỏi như thế. Điều ấy hẳn cũng phải lẽ, bởi nãy giờ chúng ta mới chỉ xét đến những lời khuyên của các nhà khắc kỷ về việc giữ cho tâm trí bình thản để suy xét vấn đề cùng lo âu. Thế nếu một khi những lo âu ấy trở thành sự thực thì sao? Tất nhiên câu trả lời sẽ luôn là hãy dũng cảm đối mặt với nó. Suy cho cùng, việc chuẩn bị một tâm trí bình thản là để chúng ta đương đầu với những biến cố trong cuộc sống ngoài kia ấy mà. Vậy một khi chúng ập đến như thủy triều, thì ta hãy hiên ngang mà đối mặt với những thứ ấy. Seneca khuyên chúng ta rằng, một người không cần dùng lý trí để xem xét rõ ràng điều tồi tệ có thể xảy đến, mà còn cần phải dựa vào cả sức mạnh tâm trí để vượt qua hiểm nguy. Ngoài ra cũng cần phải hiểu một sự thật rằng, dù bạn có chuẩn bị kỹ càng đến mức nào, thì trong đa số trường hợp, biến cố sẽ không xảy ra hoàn toàn như là bạn dự kiến. Đó là quy luật trong cuộc sống rồi, và ta không thể thay đổi nó. Ta không thể dự đoán hết hoàn toàn mọi biến cố có thể xảy ra. Nhưng không vì thế mà chúng ta nên chấp nhận đầu hàng trước những khó khăn. Dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, chúng ta cũng không nên ngừng cố gắng để vượt qua khó khăn và đạt được điều mình mong muốn. Điều căn bản mà chúng ta cần hiểu ở đây là chớ nên sợ hãi những biến cố và thử thách ấy. Bởi vì không có gì đáng sợ hãi về tình cảnh của bạn, trừ chính nỗi sợ hãi. Khi đối mặt với biến cố, một tinh thần vững vàng đáng giá hơn tất thảy. Tâm trí vững vàng thì bạn mới có thể bình tĩnh suy xét mọi khía cạnh của vấn đề và vạch ra những phương hướng giải quyết. Cuối cùng, nếu như đã cố gắng hết sức, đã nỗ lực không ngừng nghỉ, đã làm tất cả những gì có thể mà mọi việc không như ý muốn, thì bạn cũng đừng nên lấy nó làm buồn rầu và quá thất vọng. Hãy học cách chấp nhận mọi việc và cố gắng hướng đến một mục tiêu khác, một cơ hội khác. Khi một cánh cửa đóng lại, nghĩa là có một cánh cửa khác mở ra,
Hẳn là bạn đã nghe câu nói này nhiều rồi phải không? Vậy hãy suy nghĩ theo chiều hướng ấy, chứ đừng nên đắm chìm vào những gì đã xảy ra. Chớ nên chỉ ngồi mà than vãn rằng sao mọi thứ lại không như mình suy tính. Việc đã xong đâu thể hồi vãn được nữa. Chính Epictetus cũng đã khuyên rằng, đừng yêu cầu hay mong đợi rằng những biến cố sẽ xảy ra như bạn mong muốn. Hãy chấp nhận những biến cố như chúng thực sự xảy ra. Theo cách đó, bình an nội tâm sẽ đến. Và một điều nữa hy vọng bạn có thể hiểu được, rằng dù có nhiều chông gai ra sao, dù mọi việc có trái mong muốn như thế nào, thì mong bạn cũng biết rằng, chỉ cần có dũng khí đối mặt với những điều đó, thì tức là đã rất đáng quý và đáng để tự hào rồi. Chuyện lớn trong đời thường có 7-8 việc không theo ý muốn. Kể cả bạn có chuẩn bị kỹ càng ra sao, thì cũng luôn sẽ có những điều ngoài dự liệu xảy ra. Nhưng dù điều đó có ra sao đi chăng nữa, đừng buông xuôi, cũng đừng nghĩ rằng mọi cơ hội đã chấm dứt. Triết lý khắc kỷ muốn tập cho ta được một tâm trí bình thản, không phải chỉ để chuẩn bị đương đầu với lo lắng, mà còn để chúng ta vượt qua thất bại sau khi những biến cố ấy khiến ta ngã lòng. Chỉ cần còn giữ được một tâm trí vững vàng, không trở ngại nào có thể làm khó được ta. Để kết thúc, xin mượn một câu của Marcus Aurelius trong Suy Tưởng để lấy đó làm điểm tựa cho tất cả mọi người. Hãy đứng dậy sau thất bại và trân trọng bản thân vì đã sống, đã hành động như một con người, dù có không hoàn hảo đến thế nào, và trân trọng con đường ta đang cố gắng theo đuổi.